Xin chào các bạn, hiện nay trên tay mình đang là một chiếc gậy chụp hình tự sướng rất là hot và dành cho các bạn teen, nhất là các bạn nữ. Đây là chiếc gậy hình giả hình Kitty, rất là dễ thương. Hello Kitty. Còn bên cạnh thì chúng ta có một cái hình của Doraemon, nhân vật hoạt hình rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu của chúng ta. Và cũng như các loại gậy khác thì nó sử dụng một cái đầu gắn ở trên này cố định sẵn, thì chúng ta gắn cái điện thoại vào thôi. Sau đó chúng ta sẽ kéo dài ra để chụp, và chiếc gậy này rất là dài, mình cảm giác là nó hình như nó dài hơn cả hơn 1 mét, rất là dài, để chúng ta có thể chụp những góc rất là rộng. Chúng ta đặt cái máy vào trong đây. Chúng ta chỉ cần kéo nó lên vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ cắm cái jack âm thanh vào ngay đây, thì nó điều khiển bằng cái jack âm thanh này. Rồi chúng ta sẽ xoay cái con ốc ở chỗ này lại để cho nó cố định cái máy nó không bị được. Và đặc biệt cái gậy này nó có một cái rãnh ở phía trên này, cái rãnh này là chống xoay, xong lật máy thì chúng ta cầm này. Và cái bán cầm nó cũng rất là dễ cầm, với cái phần mặt của con mèo nó đưa giống như cái bán cầm giúp cho nó cố định dễ hơn. Chúng ta đặt con cái lên đây và nó không bị xoay trượt nữa. Chúng ta kéo dài ra, thu gắn lại tùy theo cái bối cảnh mà chúng ta định chụp. Là phía dưới các bạn thấy là gần phía dưới mặt cái mèo là nó có một cái nút chụp ở đây. Chúng ta bấm nút chụp này để chúng ta chụp thôi. Như cái nút này nó hơi cứng một chút xíu, nhưng chúng ta bấm quen rồi thì không sao. Đây là mặt phía sau của chú mèo, nó cũng giống như mặt trước thôi, mà được làm nổi khối 3D rất là đẹp. Và trên này nó khắc luôn chữ Hello Kitty. Cầm chiếc gậy này đi chụp hình thì thật sự là rất là được chú ý, dễ thương lắm. Đây là mặt sau của nó. Cái giá đỡ nó được làm cái tông màu cũng phù hợp với lại cái phần thân gậy, phần tay cầm của gậy, rất là đẹp. Đây là chiếc gậy Doraemon của chúng ta. Thì theo cái nhân vật hoạt hình mà nó sẽ khắc ở trên đây cái tên của nhân vật đó luôn. Trong thời gian sắp tới Shop sẽ cập nhật thêm cho các bạn những cái mẫu khác nữa. Đây là cái đầu cắm vào trong cái jack tai nghe của chúng ta. Còn đây là cái phần giúp cho chúng ta cố định chiếc máy vào trong cái gậy. Cái phần giới thiệu chiếc gậy hình nhân vật hình của đồ chơi di động.com đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.